Tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe nhạc phẩm Ngồi Tựa Song Đào do ca sĩ Thu Hồng thể hiện. Xin mời ca sĩ Thu Hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.